Vâng, kính thưa quý đồng hương, và xin cảm ơn quý đồng hương vẫn giữ màn hình của Vietface TV. Chúng tôi xin được trở lại với quý vị cùng với Đại Đức Thích Giác Thủ. Thường thì Đại Đức nói nhiều, nhưng mà thưa vị, hôm nay cũng không phải là một cái buổi thuyết pháp. Nếu là buổi thuyết pháp thì có lẽ là con không có được phép nói. Vì con còn nhiều phạm tục lắm. Hôm nay thì thưa quý vị, có sư ở đây. Thì cái vấn đề mà người thật, việc thật, thì khi con nói ở đây đó, sư cũng biết thì có một cái giai đoạn nào hoặc là có một vài vị sư nào đó thì đôi khi cũng ảnh hưởng, cái nó còn hưởng làm ảnh hưởng đến những cái tu sĩ Việt Nam, tu sĩ Việt Nam đó. Thì con nghĩ là chắc là sư cũng có biết được cái điều đó. Thì hôm nay khi mà quyết định mời sư lên đài TV để mà nói chuyện thì con cũng rất là dè dặt. Con cũng có nói với sư là con rất là dè dặt về vấn đề này. Nhưng mà kính thưa quý vị, bản thân Lê Thành, thưa vị, bản thân Lê Thành có tới chùa Tam Mái. Và con đã chứng kiến cái vấn đề xây dựng trùng tu của chùa. Như đã thưa quý vị là nhiều sư cũng là xe hơi rồi rất là sang trọng, nhưng mà đối với sư thì thứ nhất là thưa về sư không có những cái vấn đề xa hoa xa xỉ đó. Cái điện thoại di động sư cũng chưa biết cách sử dụng. Đó là cái điều mà con cảm thấy là con kính phục sư hơn. Thì một cái mảnh đất Quảng Trị mà nghèo nàn, bom đạn giải phá như vậy đó thưa quý vị, thì bây giờ trùng tu thì chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị, nếu quý vị phát tâm ủng hộ bao nhiêu cũng được thưa quý vị. Quý vị liên lạc trực tiếp với sư, chúng tôi sẽ để cái địa chỉ cũng như số điện thoại ở trên màn hình đây. Và đặc biệt là chúng tôi cũng xin kêu gọi những người con của quê hương Quảng Trị, đặc biệt là con của quê hương Quảng Trị, mà đặc biệt hơn nữa là những người Đông Hà. Thưa vị, không ai không thể không biết đến chùa Tam Mái. Nếu quý đồng hương muốn phát tâm trong cái cơ hội này, vì khi mà trùng tu rồi, nói về như thưa sư là cái duyên, có nhiều người có những lúc muốn giúp, nhưng mà nhìn xung quanh thì chưa thấy chỗ nào cũng đã đâu đó rồi. Khi mà quý vị có thể một ngày nào đó quý vị có một cái món tiền quý vị muốn giúp, nhưng mà khi đó thì chùa cũng đâu vào đó rồi. Như vậy tự nhiên mình đưa 500-700 ngàn hay là mấy trăm, nhưng mà chùa thì đó, cái đó chỉ có là những cái việc là theo dạng bố thí bình thường. Nhưng mà con được biết đó, xây dựng chùa là một cái phước đức rất là lớn, để mà tạo một cái nơi để gieo duyên cho những người Phật tử, mà có nhiều người là chưa bao giờ biết đến Phật Pháp. Nhưng mà bây giờ có chùa thì đi ngang đây thì thấy cái chùa đi vô nghe thế là gặp thầy mới nói chuyện, cuối cùng là trở thành Phật tử luôn đó thưa quý vị. Thì đó là một cái điều rất là quý. Chúng tôi nghĩ cái công lao để mà xây dựng một ngôi chùa, mà đặc biệt là ngôi chùa đó có một vị sư mà chân tu, từ vì đó Lê Thành xin đóng ngoặc và mở ngoặc ở đây là chân tu. Tất nhiên chúng ta làm phước hay là làm thiện, nhưng mà đúng nơi đúng chỗ vẫn thưa sư. Thưa quý vị, không gì hơn con cũng xin mời sư có thêm đôi lời với quý đồng hương Việt Nam của chúng ta tại đây. Thưa vị, sư thì giờ giấc thì cũng chưa được quen lắm, vì con biết đây là lần đầu tiên sư đến Mỹ lần đầu tiên đến Mỹ. Do đó cái giờ giấc cũng chưa có quen lắm. Mà bây giờ thưa vị, chúng tôi đang ngồi trong phòng thu là vào 2 giờ sáng, 3 giờ sáng ở bên Việt Nam. Thì con xin mời sư có những lời nhắn gửi nào đến với quý đồng hương chúng ta. A Di Đà Phật. Kính chào quý đồng hương ở tại Mỹ, và kính chào anh Giác Thanh. Con chào thầy. Lần đầu tiên nhà sư sang Mỹ, nhà sư không sắp xếp mà để lên trực tiếp để nói với bà con. Và anh Giác Thanh và anh rất là có tâm mời nhà sư lên. Thật sự lần đầu tiên nhà sư lên nói để trực tiếp nên rất là run. Vì thật sự là không có sự chuẩn bị. Giống nhà sư nói chuyện với Phật tử là có một sự chuẩn bị, nhưng ở đây không có sự chuẩn bị. Nên chỉ mong bà con cũng đồng hương ở đây cũng thông cảm cho nhà sư. Nếu người nào mà ở Đồng Hà là biết là chùa Tám Mái đó, hoặc là Tình Xá Ngọc Hà, rồi mở ngoặc đóng ngoặc chùa Tám Mái. Dù làm việc xây dựng ngôi Tam Bảo, nhưng mà trong chùa Tam Mái là có làm cái ba cái việc, tức là một tháng là ba cái cháo từ thiện. Và một tháng như vậy là cũng ngồi 2 lần, rồi là phóng sanh là 2 lần.
Nếu mà bà con muốn biết cái sự sinh hoạt của chùa Tam Mái là bà con lên là Tịnh xá Ngọc Hà. Thì bà con là biết cái sự sinh hoạt của Tịnh xá Ngọc Hà. Nhưng mà nhà sư lại không lên là cái chuyện nói về chuyện xây dựng. Vì mở móng là năm 2014 thì có bao nhiêu thì làm từng đoàn một anh ạ. Rồi tiếp tục làm tiếp. Không phải cái chùa mà có những cái vị gọi là hòa thượng thượng tọa thì nhà sư mới tu. Nên chỉ cái phước đức hơi kém. Làm một cái công trình rất là lớn. Mà làm 4 năm trời mà chưa đâu vào đâu ấy đó, mới làm được là 50%. Còn 50% thì nhà sư cũng thứ nhất là tùy duyên. Thứ hai là cũng nhờ anh Giác Thanh đó, thì lên đây để bà con đồng hương mình chia sẻ để có cái nơi sinh hoạt để cho bà con hướng về một tâm linh. Cho tình hình ở Việt Nam chắc là bà con ở đây cũng biết, nhưng mà nhà sư thật sự là lực bất tòng tâm. Rồi qua đây anh Giác Thanh cũng đóng góp một phần, thì nhà sư cũng kêu gọi bà con chia sẻ để cho nhà sư làm tròn cái bổn phận trách nhiệm của một vị chủ trì. Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn sư những lời chia sẻ của sư. Và thưa quý đồng hương, thì Lê Thành cũng có nói chuyện với Đại Đức Thích Giác Thủ. Lần này thưa quý vị, gọi là đài trùng tu, là vì thưa quý vị cái lần trước sau bom đạn thì năm 75 thì có trùng tu chút thưa quý vị, nhưng mà rồi thì cái đó là tạm thời thôi. Năm 90 đó. Xong rồi thì cũng là đổ nát tiếp, thành ra lần này thì làm có vẻ kiên cố hơn. Con thấy xi măng cốt sắt rồi bê tông rồi. Thế vậy là nó vì cái đất Quảng Trị nói riêng và miền Trung nói chung thì năm nào cũng bão tố với lụt hết đó thưa quý vị. Nắng Lào gió Lào nữa, mà bão lụt năm nào cũng có. Thành ra làm được một cái chánh điện cho nó vững vàng như vậy thì là một điều rất là quý. Nhưng mà thưa quý vị, là thời gian kéo dài vì giống như sư nói, lực bất tòng tâm. Thưa quý vị, được chừng nào thì làm lần đó, rồi Phật tử cúng dường được bao nhiêu thì sư tập trung vô cái vấn đề hôm nay làm được một chút, rồi tháng sau làm một chút, rồi sang năm làm được một chút đó thưa quý vị. Nó cứ biết vậy đó, chưa biết khi nào mới xong. Dạ vâng. Thì nếu quý vị nào có tâm mà quý vị muốn đóng góp một chút ít gọi là, thì thưa quý vị không có số nào gọi là quá nhiều và không có số nào gọi là quá ít. Thưa quý vị không có. Không, đối với tâm linh thì cho phép Lê Thành được thưa với quý vị như thế này. Nói về tâm linh thì con quan niệm như thế này nghe sư. Một người mà người ta có trong túi 100 đô mà người ta dám bỏ ra 20 đô người ta cúng dường thì quý giá vô cùng so với người mà đôi khi có một triệu mà bỏ vài ngàn phải không sư? Đó, thưa quý vị, đó là cái vấn đề. Thành ra không có cái nào là quá nhiều, không có cái nào là quá ít. Thành ra quý vị đừng có ngại, bao nhiêu cũng được. Một lần nữa là xin thưa quý vị, không có con số nào nói về tâm linh mà khi chúng ta cúng dường là quá nhiều hay là con số nào là quá ít. Và thưa quý vị, thời gian không còn cho phép chúng tôi nữa để chia sẻ thêm nữa, thì xin cảm ơn quý vị một lần nữa đã theo dõi chương trình hội thoại của chúng tôi hôm nay với Đại Đức Thích Giác Thủ. Và xin kính chào quý đồng hương. Và con xin nhờ sư có lời chào đến quý đồng hương. Nhà sư cầu nguyện ơn trên Tam Bảo Long Thần Hộ Pháp gia hộ cho hội đồng hương ở đây vạn sự an vui, muôn điều phước lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật.